lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí, chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cân màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh mà mờ cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Ok, vậy là sau 30 giây in quảng cáo vừa rồi thì cuối cùng đã vào đến video. Cảm ơn các bạn đã xem hết 30 giây quảng cáo. Ok, thì hôm nay mình ở đây để mình chia sẻ cho các bạn một tin khá là hot. Đó chính là một tin tức về một chiếc Fly mới đến từ DJI. Có thể là sẽ được ra mắt vào trong mùa hè năm nay. Đó chính là DJI Mavic Mini thế hệ thứ 3 hoặc là Mini 2S. Mình cũng chưa có thể chắc chắn được là đây là Mini 3 hay là Mini 2S. Tuy nhiên thì đây có thể là sẽ là một chiếc Fly Mini thế hệ thứ 3 sau chiếc Mini 2. Ok, vậy thì ở trong video này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem là chúng ta sẽ có gì ở chiếc Flycam Mini thế hệ thứ 3 này nhá. Intro em ơi. Ok, thì chúng ta sẽ điểm qua phần đầu tiên với đó chính là phần thiết kế. Thì với bản vẽ thiết kế mà được leak trên mạng xã hội, trên các trang Twitter, các bạn có thể search là từ khóa là Mini 3 ấy, thì các bạn có thể thấy một cái hình ảnh về một cái bản vẽ thiết kế. Thì gần như là những cái thiết kế cơ bản tổng thể thì nó không khác gì so với những cái thế hệ Flycam, kể cả là Fly Mavic dạng bản 2, bản 2S hay là Mini 2 hay Mini trước, thì gần như là nó một cái form tương tự rồi. Vẫn là cái hệ cánh gập, cái càng gập như thế, vẫn là một cái thân hình khá là kiểu công, nó gọi là động lực học, thì vẫn không có gì khác biệt cả. Tuy nhiên có một điểm khác ở đây, đó chính là ở cái phần hình ảnh về cái cụm camera. Thì các bạn có để ý về cái phần gimbal không? Đây, vì bây giờ mình sẽ zoom cái ảnh cho các bạn nhìn này. Thì ở cái phần gimbal đấy, nó sẽ có đặt bình thường ấy là cái trục xoay của cái gimbal nó sẽ nằm ở phía trong, nghĩa là phía trong thân máy bay. Nhưng ở đây, ở trên chiếc Mini 3 này thì nó lại là lộn ra ngoài. Thì theo như anh em trên Twitter chia sẻ thì cái gimbal này sẽ quay được 360. Mình không biết là anh em định nghĩa 360 nó như thế nào, nhưng mà với bản thân mình thì chắc chắn nó sẽ không có 360. Tại vì sao? Thì bởi vì trên chiếc Mini 2 mình đã gặp ấy là cái gimbal nó thiết kế gần như là giống so với những cái dáng gimbal trước của các thế hệ Fly trước. Cái gimbal của Mini 2 ấy, nó hơi yếu. Thì sau một thời gian mình sử dụng thì cái gimbal của mình nó bị lệch và nó không thể tự động cân lại được, gần như nó có hiện tượng bị kẹt. Nếu mình nghĩ là khi mà Mini 3 được ra ấy, thì nó sẽ cố tình là nó gập cái gimbal, cái cam vào trong. Cái cơ chế này thì giúp khẳng định rằng là cái gimbal của Mini 3 nó khỏe hơn, chắc chắn hơn, và cũng như là cái việc mà cơ chế gập cái camera vào phía trong thân nó sẽ giúp là đảm bảo cho việc là cảm biến camera của bạn nó sẽ tốt hơn. Cái tiếp theo thì đến đó chính là phần bụng. Ở phần bụng này thì chúng ta sẽ thấy một điểm khác là chúng ta sẽ có một cái phần thừa ra giống cái phần cụm cảm biến hồng ngoại của chiếc Mavic Pro hơn là so với việc là chúng ta sẽ có một cái đèn. Thì mình cũng không biết được rằng là đây sẽ là cái đèn hay là cái cảm biến hồng ngoại. Tuy nhiên ở Mini 3 chắc chắn sẽ được nâng cấp thêm về cái việc là cái Fly của chúng ta sẽ có khả năng hạ cánh và sử dụng trong những cái điều kiện ánh sáng yếu nó sẽ tốt hơn, bởi vì là một là chúng ta có cảm biến hồng ngoại, hai là chúng ta sẽ có đèn. Thì mình nghĩ là Mini 2 thì có đèn hạ cánh thì sẽ hợp lý hơn là so với việc là chúng ta được trang bị cảm biến hồng ngoại. Ok, thì chúng ta sẽ được leak thêm một cái hình ảnh nữa, đó chính là về cái phần thiết kế mặt lưng. Thì tuy nhiên lần này thì lại là không phải là mặt lưng màu trắng xám giống như là những cái phiên bản trước như Mini 2 hay là E2S, mà ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màu xám đậm hơn, kiểu nó hơi màu đen một tí, đen xám. Thì như vậy thì mình nghĩ rằng là Mini 3 đợt này sẽ có hai phiên bản màu. Tại vì vẫn có một hình ảnh nữa leak ra là chúng ta sẽ có hai phiên bản màu, một là màu trắng giống như trước và một là màu đen. Thì mình nghĩ là nó sẽ có hai phiên bản màu. Và thêm nữa thì là cái thiết kế khí động lực học ở trên cái phần thân vỏ này nó đã được thiết kế trau chuốt hơn, nó tinh tế hơn. Nó có nhiều cổng hút gió cũng như cổng thoát gió hơn. Thì điều này đảm bảo cho chiếc Mini 3 rằng là nó sẽ không bị quá nóng và giúp cho cái khả năng tản nhiệt của Mini 3 nó sẽ tốt hơn trong những cái môi trường hoạt động. Ví dụ như là thời tiết mùa hè Hà Nội là 40-50 độ thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được, là đảm bảo chiếc Flycam chúng ta nó không bị quá nóng, nó vẫn có khả năng thoát nhiệt tốt hơn. Ok, thì mặc dù là cũng chưa có xác nhận thông tin chính thức gì về cái việc là Mini 3 sẽ sử dụng cảm biến là bao nhiêu, tuy nhiên thì theo phỏng đoán dựa trên những cái gọi là những cái suy nghĩ, suy đoán của mình thôi về chiếc Mini 2, thì Mini 2 hiện tại là đã
có thể quay được 4K 30 frame rồi. Vậy mình nghĩ rằng nếu như Mini 3 có thể nâng cấp lên được 4K 60 frame thì điều này khá là tuyệt vời. Thêm nữa thì chắc mình nghĩ rằng là ở trên chiếc Mini 3 này thì sẽ được trang bị thêm đó chính là OcuSight 3.0. Mini 2 thì đã có hai anten rồi. Tuy nhiên thì ở trên Mini 2 sẽ chỉ có OcuSight 2.0 thôi. Vậy thì lên Mini 3 được OcuSight 3.0 thì điều này sẽ mang lại một cái lợi ích là khi các bạn bay, chúng ta sẽ có thể điều khiển để fly trong cái khoảng vi phạm vi nó rộng hơn, xa hơn, cũng như là truyền cái hình ảnh truyền lại về điều khiển nó sẽ tốt hơn. Về phần cảm biến thì Mini 2 gần như là không có bất cứ một cái cảm biến nào cả, ngoài cảm biến hạ cánh ra. Thì mình không biết rằng là trên chiếc Mini 3 này có được trang bị cảm biến hay không, nhưng mình nghĩ rằng là nên trang bị thêm một cái cảm biến lùi ở phía đằng đuôi thì như vậy là sẽ an toàn hơn. Tại vì bản thân mình đã gặp một số vấn đề bị rơi và bị đâm phải cây khi mà mình bay con Mini 2 rồi. Mình mong rằng là khi mà chúng ta Mini 3 có ấy, thì mong rằng là hãng sẽ được trang bị thêm một, chỉ cần một cái cảm biến ở phía đuôi thôi, để giúp cho cái khả năng dừng lại khi mà có vật thể đằng sau đuôi, bởi vì mình không thể nhìn thấy, thì nó sẽ giúp đảm bảo an toàn cho cái thiết bị bay của chúng ta hơn là so với việc là chúng ta không có cảm biến. Còn việc mà được trang bị cảm biến trước, cảm biến trên hay giống như việc trang bị cảm biến giống EAS thì mình nghĩ là sẽ không có chuyện đấy xảy ra, tại vì dù sao nó cũng chỉ là một thiết bị mang tên nó là Mini, nó không phải là E. Ở ngoài ra thì mình tiết lộ thêm cho các bạn một chút là chúng ta đã có những cái hình ảnh xuất hiện của một chiếc Fly Mini nữa. Tuy nhiên thì nó không phải là Mini 2, Mini 3, mà đó chính là mang tên Mini SE. Thì Mini SE như thế nào? Ok, thì trong video sắp tới mình sẽ chia sẻ. Anh em đừng quên để lại follow cũng như like cho mình nhé. Còn bây giờ thì video hơi dài rồi, mình sẽ chỉ chia sẻ với Mini 3 trong video này thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.